Bạn thân mến, người ta bảo cứ ngồi im tình yêu sẽ tới. Nhưng phải ngồi trong bao lâu và ngồi theo cách nào thì người ta không nói. Có một cô gái tâm sự rằng cô đã ngồi im 3 năm rồi mà mãi vẫn chưa thấy có tình yêu nào đến cả. Chị biết không, em 30 tuổi, sống và làm việc ở một thành phố gần thủ đô, đang làm trong một công ty về giáo dục và đào tạo. Em cao 1m6, nặng 47kg, ngoại hình nói chung là xinh. Ngoài thời gian cho công việc, em thích chạy bộ, tham gia lớp múa cổ trang, viết truyện và đặc biệt là thích bày vẽ nấu nướng những món lạ vào cuối tuần. Em hiền, biết quan tâm. Nếu có bất đồng quan điểm, em mong cả hai sẽ ngồi lại, cùng lắng nghe và chia sẻ để hiểu nhau hơn. Nói chung em lành tính. Ngẫm lại, em chỉ mới có một mối tình chính thức năm 27 tuổi, nhưng không thể đi đến cuối cùng, chắc vì chưa gặp đúng người. Em cảm thấy giờ là lúc em xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình để trao yêu thương và cũng được yêu thương. Mà bởi cứ ngồi yên tình yêu sẽ không đến nên em quyết định đứng lên đi tìm. Chỉ là khi gặp được nửa còn lại của cuộc đời mình, em sẽ xử người ta thật nghiêm vì tội để em chờ lâu như thế. Bạn thân mến, vừa rồi là một tâm sự của một cô gái, cũng dễ thương phải không bạn? Cô ấy chia sẻ là đã ngồi yên 3 năm để đợi tình yêu tới nhưng mà không thành công, và giờ thì cô ấy quyết định đứng dậy để đi tìm. Hường cũng không biết là rồi cô ấy có tìm được cho mình một tình yêu như ý hay không. Cầu chúc cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô ấy. Trong cuộc sống của chúng ta, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thiếu các mối tình, bởi luôn có những chàng trai và các cô gái yêu nhau. Tình yêu có mặt ở khắp mọi nơi và hiện diện ở ngay trước mắt chúng ta. Một số người đặt kỳ vọng muốn có một tình yêu để họ được hạnh phúc và muốn tìm một người đặc biệt để có thể xua tan hết những cô đơn, bất an và nghèo khó. Nhưng mà sự thật là ngay cả khi có được một tình yêu đẹp thì chúng ta có thể vẫn chịu cảnh nghèo khó, chịu đau đớn và đôi khi là cả cô đơn. Một số người lại đánh đồng tình yêu với những thứ khác. Đôi khi những tiểu thuyết tình cảm hay những bộ phim lãng mạn sẽ khiến chúng ta nghĩ rằng chuyện yêu đương rất dễ dàng và luôn ngọt ngào. Nhưng mà thực ra phải chăm chút rất nhiều thì mới có được một tình yêu thực sự. Trong cuộc đời mình thì Hường đã từng mơ ước rằng người mình yêu sẽ có chiều cao như thế này, vóc dáng, cân nặng và màu da như thế kia, cùng vô vàn những mong ước tiêu chuẩn khác. Và anh ấy sẽ đột nhiên xuất hiện như một bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích. Nhưng mà ngồi im chờ mãi cũng không thấy tình yêu mơ ước của mình đâu. Thế là một ngày Hường quyết định đi tìm. Nhưng lại có một sự thật trớ trêu, đó là khi ta cố ý đi tìm thì tình yêu lại chạy trốn khỏi ta. Có những giây phút tưởng là đã ôm giữ được tình yêu trong vòng tay của mình rồi, nhưng mà nó lại vụt mất giống như là một giấc mơ vậy. Ngồi im chờ tình yêu mãi cũng không được, đi tìm kiếm tình yêu cũng không xong, thế là cuối cùng Hường quyết định sẽ dành hết thời gian, tâm sức cho công việc để cho tình yêu tự đi tìm mình. Và rồi tình yêu có tìm thấy mình hay không thì chưa biết, nhưng kết quả của những tháng ngày làm việc chăm chỉ
là thu nhập của mình sẽ cao lên. Và Hường cho rằng biết đâu kết quả đó cũng là một biểu hiện khác của một tình yêu. Bạn có đang ngồi im để chờ đợi tình yêu đến không? Hay bạn cũng đang trên hành trình tìm kiếm tình yêu như Hường đã từng? Đừng tìm kiếm tình yêu. Hãy giống như Hường, chúng ta cùng làm việc đi. Dù không biết trong lúc đó tình yêu có tìm thấy bạn không, nhưng công việc hiệu quả chắc chắn sẽ mang lại thu nhập cho bạn. Và đến một lúc nào đó, khi tình yêu tìm thấy bạn, hãy trân trọng đón nhận bằng cả trái tim mình. Chúc câu chuyện tình yêu của bạn sẽ có một cái kết đẹp và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Còn bây giờ, trước khi nói lời chào tạm biệt, để Hường hát bạn nghe một ca khúc. Ca khúc mà chiều nay Hường hát là một sáng tác của nhạc sĩ Duy Thái, Tìm tên anh trên bờ cát. Anh hãy đi tìm tên anh, em đã viết trên bờ cát, và trên tên anh tình yêu là muôn cánh chim. Không gian em tường ra một không gian yên lặng như sóng biển vẫn còn cao sao động. Em ngước nhìn hàng phi lao tràn nắng và muốn quên đi còn sóng đói cồn cào. Chỉ có anh và em, chỉ có em và anh. Chim hài ơ, bay xa bay về đâu? Tên anh như chùm hoa nắng, sóng cuốn rồi chỉ còn lại mình em với biển khơi. Anh như cánh chim hài ơ, bay xa. Còn lại mình em và biển khơi. Thank you.
đi tìm tên anh. Em đã viết trên bờ cá và trên tên anh, tình yêu là muôn cánh chim giữa không gian. Em tưởng ra một không gian yên lặng như sóng biển vẫn còn cao sao động. Em ngước nhìn hàng phi lao tràn nắng và muốn quên đi con sóng đôi cồn cào. Chỉ có anh và em, chỉ có bạn thân mến, bạn vừa nghe Hường hát ca khúc Tìm tên anh trên bờ cát, một sáng tác của nhạc sĩ Duy Thái. Ca khúc cũng là cảm xúc của Hường lúc này, xin được chia sẻ cùng bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Gặp lại. Gặp lại.